ai nằm đây đó, còn thằng Út nằm ở đây. Rồi có sao tôi ngủ rồi nước mắt tôi tủi xuống khóc. Em thấy mình khổ quá đó. Khổ mà không có cái con đường nào thoát khỏi để đi lên đúng không? Là cũng như một mình bà Năm đi gánh nước thuê vậy đó. Về nuôi hai anh nữa. Còn ngày đó gạo thơ thóc rồi mình có đủ ăn trong tháng đâu, cái ngày mà nó. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa ông bà cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại tỉnh Trà Vinh, được cô Hoa Nguyễn ở nước Mỹ cũng giới thiệu Nghĩa một hoàn cảnh là bà Năm ở trong đây cô chú anh chị. Thì bà Năm năm nay là hơn 70 tuổi rồi, hiện sống trong cái căn nhà này đây. Thì ngày trước bà Năm có hai người con, một người con thì không may bệnh đã mất rồi, còn một người con cũng có gia đình, thì anh ấy cũng sống bên vợ đó. Khi bà Năm bệnh nhiều thì anh chạy qua chạy lại để chăm mẹ, hoặc là ban đêm ngủ ở đây để dòm ngó cô chú anh chị. Với cái nguồn tiền trợ cấp của nhà nước thì bà Năm cuộc sống vất vả nhiều, do là những cái căn bệnh, những ngày tháng phải mua thuốc uống, gạo này kia, nên là vật chất thiếu thốn rất nhiều cô chú anh chị. Thì hôm nay con cũng đã tới được nhà bà Năm qua sự giới thiệu của cô Hoa Nguyễn đó, thì con xin gửi hình ảnh của bà Năm đến ông bà cô chú anh chị xem ạ. Có một cái câu chuyện là ngày xưa là bà Năm đi làm thuê làm mướn để cũng như là gánh nước giặt đồ này kia cho những bà con xung quanh này cô chú anh chị, để lo cho hai người con khi ông Năm đã mất. Cái căn nhà này đây, căn nhà này là ngày xưa là nhà nước cấp cho bà Năm hả bà Năm? Dạ. Là nhà nước cấp cho bà Năm. Bà Năm là có hai người con, một anh thì cũng đã mất rồi, do bệnh là anh mất rồi bà Năm ha. Hiện thời một anh thì được anh. Một anh thì cũng có gia đình ở sống bên vợ, nhưng vì hiện giờ thì bà Năm tuổi lớn đó, sống neo đơn một mình, cho nên anh về bên đây chạy tới chạy lui, thì cũng như vừa đi công việc của anh là làm hồ cô chú anh chị, thì làm hồ để mà ban đêm về đây ngủ giữ bà Năm, rồi ban ngày đi làm có thể chạy về bên vợ có thể qua đây hàng ngày để phụ được cái gì bà Năm đỡ đần cô chú anh chị. Còn câu chuyện như thế nào, Nghĩa mời ông bà cô chú anh chị tiếp tục video ngày hôm nay ạ. Dạ con chào bà Năm. Bà Năm khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Bà Năm năm nay nhiêu tuổi rồi bà Năm? 74 tuổi. Dạ 74 tuổi ha. Là bà Năm sống trong nhà này với một người con trai. Dạ. Là bà Năm được hai người con hả bà Năm? Dạ hai người con. Dạ. Rồi một anh nữa đâu bà Năm? Dạ bệnh chết. Bệnh mất hả bà Năm ha? Bệnh mất á. Dạ yeah. Lâu chưa bà Năm? Cũng lâu rồi. Dạ yeah. Rồi hiện giờ là bà Năm có được nhận tiền, nguồn tiền nào của nhà nước không bà Năm? Dạ có. Dạ yeah. Bà Năm biết được tháng nhiêu không? Bây giờ con tôi đi lãnh á, rồi tôi không biết nhiêu nữa. Dạ yeah. Nhiêu anh? 720. 720 ngàn. Với cái nguồn tiền đó đủ bà Năm xây trong tháng không? Dạ thưa không đủ. Dạ yeah. Con thì là thất nghiệp rồi à. Yeah. Làm được một bữa hai bữa cái thất nghiệp nữa. Dạ yeah. Con bà Năm là làm hồ rồi cũng phải lo bên vợ nữa bà Năm ha. Dạ yeah. Giờ đây là chăm bà Năm. Yeah. Còn bà Năm sống với cái nguồn tiền 720 ngàn tháng đó, hàng ngày mình có phải uống thuốc gì không bà Năm? Dạ có. Dạ yeah. Vì cái tiền thuốc đó, tiền thuốc đó là cũng đi tháng đi khám bệnh lần. Dạ yeah. Khám bệnh nhà thương bệnh viện mới á. Dạ tốn chỉ cái tốn tiền xe thôi à. À mình có bảo hiểm ha. Có bảo hiểm. Dạ. Hồi đó thì cận nghèo, hồi đó hộ nghèo. Dạ. Rồi sau này cận nghèo. Dạ. Là còn gạo đây bà Năm mua hả? Dạ mua. Dạ.
Ngày xưa lúc còn trẻ còn khỏe là bà Năm làm công việc gì bà Năm ơi? Ừ, đi gánh nước, gánh nước mướn, ai mướn gì cũng làm, gánh nước, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, ai mướn gì cũng làm hết trơn. Dạ, là mình gánh vòng vòng chợ Vinh này hả bà Năm? Dạ, đường hẻm nhà nên đi xuống chứ cũng có nữa. Nhỏ sớm trước cũng có, ai mướn gì cũng làm. Ai kêu là mình làm? Dạ, ai kêu cũng làm. Một gánh nước hồi đó được nhiều tiền không bà Năm ơi? Ôi, có 2-3 ngàn, có 2-300 mà, lâu lắm rồi. À, mấy chục năm bà Năm ha. Rồi hồi đó bà Năm gánh nước lâu không? Lâu lắm, gánh giết rồi tới giờ cái da nó đau, hai cái chân nó đau khớp vậy đó. Dạ, có một điều. Mình đi chạy đi gánh đi tới lui vậy đó. Đồ giặt đồ lẫn thao là bự vậy nè. Thao như để dưới bụi giá vậy đó. Có một điều là bà Năm ngồi xếp bằng không được cô chú anh chị, bà Năm phải ngồi đưa ngồi cái chân dậy không à. Rồi xếp bằng cái hồi nó đau hai cái. Do mình ảnh hưởng mấy chục năm gánh nước hả bà Năm? Gánh nước á, mình tại mình đi gánh nước mình chạy á. À, gánh nước bà sao bà Năm phải chạy? Đi tới lui đó. À. Gánh nước mình phải đi chứ. Rồi xách nước nữa. À. Rồi chẻ củi nữa. Chẻ củi giờ đau có lưng rồi hai cái chân. Có lúc... tay nè, nó co rồi không? Rồi chặt chẻ củi á, nó co, cong này thấy, cậu thấy không? Cong nè. À, là đó mình đi chẻ củi mướn người ta nè. Đi gánh nước nè. Rồi lúc đó ông Năm đâu bà Năm? Dạ, bệnh rồi mất á. À, ông Năm mất rồi. Là bà Năm gánh nước nuôi hai người con. Yeah. À, rồi cái cuộc sống ngày đó con nghĩ khổ lắm bà Năm ha. Khổ lắm. Bà Năm kể con nghe đi. Rồi ai mướn gì cũng làm hết. Hồi đó còn cái nhà, có cái nhà này hồi đó có chòi. Còn cái chòi nhỏ xíu à. Cái này là cái chòi. Cái chòi của ba mẹ con. Được 3 tấm lá. Người ta cho được 3 tấm lá đó. Yeah. Lá nhà cái là trải ra nằm, ba mẹ con nằm. Tôi nước mắt và tránh cửa lại con. Tôi tuổi á, mình tuổi quá mình khóc. À hồi đó đó ha. Hồi đó khổ quá. Rồi bây giờ nhớ lại cái chuyện ngày đó bà Năm thấy buồn không? Cũng buồn, cái khi tối ngủ á, cái tự nhiên nó chảy nước mắt khóc xuống, buồn quá. Đường hòa nó nói má đừng có khóc nữa, má khóc nữa má bệnh đó. Yeah. Là cũng như một mình bà Năm đi gánh nước thuê vậy đó, về nuôi hai anh nữa. Rồi ngày đó gạo thóc rồi mình có đủ ăn trong tháng đâu, một ngày bà Năm. Rồi cái đi bắt cua, đi bắt cua, bắt ốc, cái đi đổ gạo, đi bán cho người ta cái luộc từ con cua, luộc từ con ốc bán rồi mới sống qua ngày. Rồi đi hái rau muống, rồi đi hái đột lan về ăn suốt cả năm luôn. Ngày đó là vậy đó. Khổ lắm. Năm này qua năm nọ. Năm qua năm kia. Có khi nào thiếu gạo mình độn cái này kia không anh? Có. Gạo nè, khoai lang, có bữa khoai mì, khoai lang độn vô. À. Cũng như còn ít gạo vậy đó. Nếu mình nấu gạo không thì không đủ ăn trong ngày đâu. Tỷ còn tỷ vuông tí gạo nó cân được có 3,5 kg à. Ba có 3 lon rưỡi à. Về cái đổ lon gạo vô, cái bỏ khoai mì vô. Có bữa cho ăn khoai lang, bữa khoai mì làm hoài. Ăn bò bò nữa, có bò bò nữa. Yeah, hồi xưa có bò bò, hồi đó xưa có bò bò. Cũng như là mấy mươi năm nay, mấy mươi năm đó là bà Năm đi gánh nước, đi giặt đồ, đi chẻ củi. Ai muốn việc cũng làm. Thời điểm hiện tại là cái di chứng để lại là cái chân bà Năm không có ngồi xếp bằng được. Dạ, bà Năm được. Gánh nước, bà Năm đi tới lui nhiều quá cô chú anh chị. Dạ, phải. Còn cái tay thì bà Năm chặt củi á. Chẻ củi cái gì đó cong mà, cậu thấy em mới cong á. Nó cong cái tay. Rồi hiện giờ ở tuổi 74 thì bà Năm rất là nhiều bệnh. Bà Năm bệnh gì kể con nghe cho bà cô chú nghe đi bà Năm. Nè, khớp nè, huyết áp nè, tim nè, gì rồi tùm lum hết trơn, kể không hết luôn, bác sĩ khám bệnh cho tôi á. Nó đủ thứ hết trơn. Đủ thứ bệnh hết. Rồi mỗi bữa là bà Năm ăn cơm được nhiều không? Bữa nào mà đói bụng á thì ăn được chén cơm. Chén cơm. Bữa nào không đói ăn nửa chén nè. Dạ, ngủ ngon không bà Năm ơi? Tôi nói cậu tin không, 12 giờ phê mới ngủ được. Dạ. 2 giờ. Do mình đau nhất hay sao bà Năm? Không có nhất, tại vì mình nằm suy nghĩ đủ thứ. Nghĩ cái cảnh đời phía trước còn suy khổ nghĩ quá, mình Năm. Khổ. Con bà Năm thì không có nghề nghiệp ổn định nữa. Có khi là cũng như là chạy xô mà. Yeah. Tỷ làm bữa hai bữa cái thất nghiệp. Yeah. Thất nghiệp cái ai kêu gì cũng đi làm hết trơn. Bà Năm hiện giờ cuộc sống hiện tại vậy đó, bà Năm có mong ước điều gì cho bà Năm không? Tôi giờ tôi nói thiệt với cậu chứ ước là cũng như là có tiền chút đỉnh, có tiền muốn mình xây chở trong nhà vậy đó.
mua gạo thóc đồ ăn mua gạo thóc ăn vậy đó. Những ngày tháng gần đây nhất ấy, là có khi nào trong nhà mình lại hụt gạo này kia không bà Năm? Dạ có, hồi xưa khổ lắm cậu ơi. Không, gần đây nè bà Năm. Bây giờ cứ khi thì cũng có chút đỉnh. Thậm lâu lâu cũng có ha. Có. Có khi mấy anh đi làm rồi cũng không có lãnh lương kịp. Dạ. Vì bà Năm tới cũng cuối tháng chưa có lãnh được lương nhà nước rồi năm này Yeah. cũng thiếu thốn. Ừ. Và những lúc như vậy sao bà Năm? Thì phải chịu chịu nín thinh luôn chứ biết sao giờ. Ở đây mình có mượn ai được không bà Năm? Dạ không, có bà con cho, bên đây cho, bên đây cũng có cho tiền cho đồ ăn ăn cho. Người ta thấy mình khó dạ khăn đó, dạ người dạ giúp cho ta mình. thiếu thốn rồi đó, dạ người ta thấy ta ừ có đồ ăn hoặc gạo này kia người ta cho, dạ thỉnh thoảng đi khám bệnh gì đó người ta cho tiền. ừ Dạ Đi khám bệnh là tự mình lo đó, dạ lo tốn tiền xe thôi, tất tháng cái đi vô kỳ thương bệnh viện mới đi khám lần. Rồi ví dụ như anh con bà Năm mà đi làm mà không có về kịp này kia, mình bà Năm làm việc nhà đồ này kia được không bà Năm hiện giờ đó? Có khỏe thì cũng quét nhà, quét nhà quét cửa quét sân được, rồi cái khi thì rửa chén cũng chút đỉnh cũng được, mà con tôi nó không cho làm tại vì mình nằm hoài với đau có lưng, mình phải thở, mình phải lao động một chút. Rồi sáng thức dậy sớm mình nó làm gì cho cậu cậu nè, vậy nè, quơ tay quơ chân vậy nè, vậy nè đó, đừng cho nó thong thả một chút vậy đó. Tôi chỉ có nhiêu thôi cậu. Hồi trước là ông Năm là lúc còn khỏe là ông Năm làm công việc gì bà Năm? Làm ruộng á, Ông Năm cũng làm ruộng dưới quê dạ ha. dưới quê. Rồi sau này ông Năm mất là bà Năm về đây ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Cái này này là cái cô nãy nói là bà Năm nhà nước cấp cho bà Năm hả? Dạ phải là cấp cho Cấp cho cái đất cái nhà. đất thì đất của người ta, đất của bà con, chỉ là mình ra tiền mình sửa sang lại thôi. Con nói chuyện với anh chút bà Năm ha. Dạ nói gì không sao đâu. Anh ngồi bên đây với em đi. Bữa nay anh không có đi làm hả? Có đi làm có nghe chị Út nói rồi công việc cũng cũng chưa có đâu, thử là em gắn ở nhà em lo cho bà. Anh là lập gia đình bao lâu rồi anh? Con em 10, con năm nay là 17 tuổi rồi, em thì năm nay 52 tuổi rồi. Là cũng như là 17 năm nay anh lập gia đình 17 năm nay rồi, anh về đây với bà Năm lâu chưa? À, cũng về đây cũng cũng lâu rồi, Mấy năm rồi anh? cũng 3 4 năm nay. Bao năm nay, là từ hồi em anh mất tới giờ đó hả? Dạ từ hồi đứa Út nó mất rồi là em chăm bà. Rồi như vậy đó là bên chị á, là vợ anh á với con anh là ở bên kia. Là Mỹ Long. Rồi như vậy anh, cái công việc của anh làm cái nguồn thu nhập vậy đó là phải phụ trợ bên kia nữa. Phải phụ với đứa con, với lâu lâu phải 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 cho phải hỗ trợ cho vợ mua này mua kia đựng cho đứa con á. Rồi một phần thì bên đây bên mẹ nữa. Trong Ngày đó trong cái suy nghĩ anh như thế nào mà anh về đây với bà? lúc đó trong lúc đó quá trình làm bà má bà Năm thì cũng có một cái số bệnh án cũng cũng thấy hơi có cái khả nghi, rồi bắt đầu mới thời gian sau này bắt đầu mới đi khám khám thì mới bác sĩ mới nói là bà bị mắt mờ một bên thì mờ một bên thì nó thấy cũng 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 được rõ rõ thôi. Và một số bệnh án thì bác sĩ khám nó bây giờ phải điều trị cho bà, chứ nếu mà không điều trị bà thì là bà bị mất nước nhiều quá. Ý là anh thấy mẹ bệnh nhiều quá, anh về đây đúng không? Về Là đây trong lòng thời điểm đó nghĩ vậy đó. là phải nghĩ em về đây phải gắn lại cho bà. Lúc đó anh có nghĩ là khi mình về đây thì những cái khó khăn sẽ nhiều hơn không anh? Thì cô nó lúc đó nó cũng có một số điều là em cũng hơi khó khăn dữ lắm, mà cũng nhờ người ta cho chút chút rồi gom lại đi điều trị cho bà. Ý là cũng có nhiều khó khăn nhưng vì thương Người mẹ ta đúng không? phải gom góp và cho được triệu qua triệu, bắt đầu mới đưa vô bệnh viện cũng khoảng nằm 10 ngày.
Rồi trong một cái tháng vậy, cái tiền của bà Năm là 720 ngàn, là sinh hoạt ở trong đây, trong nhà mình đây. À, thì hàng tháng bà Năm phải đi khám bệnh rồi ăn uống hàng ngày, gạo thóc đồ này kia, với lại là cái nguồn tiền của anh đi làm. Thì anh kể nãy bà Năm nói anh làm cũng bấp bênh hả? Dạ bấp bênh, đúng rồi. Em có làm sao là em cũng thực tế thì em nói cho nó rõ để anh mới đăng anh được. Dạ. Chứ không có nói cái điều mà không đúng là cái điều đó là nó em không có chịu. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là với cái nguồn tiền như vậy đó đủ mình xây sở cho mẹ mình trong tháng không anh? Thì nếu mà có khi cái tháng đủ có khi tháng thiếu là như vậy, cái tiền mà phường hỗ trợ cho cấp dưỡng cho người già thì không 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 thế nào đủ, mà nó đỡ được phần nào thôi, được đi xe cộ tới lui cũng hết anh ơi. Dạ. À, nó là vậy. Còn như em thì công việc nó không có điều như người ta, ai kêu em làm gì thì em làm lấy. Dạ. Và những lúc thiếu nhà anh làm sao? Thì có những lúc thiếu thì bạn bè nó cũng quan tâm, nó hỏi thì sao qua lúc này sao, mày thấy cuộc sống mày thấy ổn không, cũng hơi khó khăn anh ơi. Thì mày khó khăn thì mày chạy lại tao, thì tao gửi cho mày chút tiền để mày trong lúc mà hơi có gặp nghèo mày, để mày lo cho bà Năm, để cho nó qua ngày, cho nó cho đỡ, tận cùng mua đồ ăn đồ uống cho bà, mua cho bà ăn cho nó có chắc chút xíu, chứ để mày cho ăn đầu nó không có ngon, trong trong cái bà ăn không có sức khỏe, cũng như là bạn bè cho anh mượn ha. Dạ. Yeah. Rồi những lúc mà bà Năm đã chia sẻ với em những năm tháng bà Năm gánh nước lo cho anh á, với em của anh đó. Yeah. Là điểm đó là anh lớn chưa? Yeah, lúc đó em khoảng 10 tuổi. Yeah. Là em còn đi bắt cua. Yeah. Tại vì em mới có học lớp 2 rồi, bắt đầu thấy gia đình khổ quá, là em đi bắt cua bắt ốc về được đổi gạo rồi về đang ăn. Thật sự là em năm nay là em học mới có lớp 2 em nghỉ, tại được gia đình khổ quá rồi về sao giờ phải bắt buộc phải đi bắt cua bắt ốc về đổi gạo về nhà, rồi ăn đâu có đủ đâu, phải mua phải mì pha lan độn vô, mua đi hái rau muống mồng tơi bỏ vô làm canh. Yeah. Chứ không chứ đâu có cá tép gì đâu. Lúc đó là ba anh mất rồi ha, là chỉ còn hồi đó bà Năm nói che có mấy miếng tôn ở đây. Dạ đúng rồi. Miếng lá lá đó. Bán lá lót nằm đất hả bà Năm? Dạ, lấy nhà đó cậu. Dạ. Lót có 3 tấm lá gì đó, lót ra. Tôi nằm chính giữa, con trai thì nằm bên đây, thứ hai nằm đây đó, còn Út nằm bên đây. Rồi có sao tôi ngủ rồi nước mắt tôi tủi xuống khóc. Em thấy mình khổ quá đó. Khổ mà không có cái con đường nào thoát khỏi để đi lên đúng không bà Năm? Dạ, tại vì mình đi gánh nước mà đâu có tiền nhiều đâu mà. Dạ. Thoát được. Dạ. Chỉ ngày nào được có cơm có gạo là mừng ngày đó rồi. Bà Năm nghỉ vậy đúng không? Dạ phải. Dạ. Yeah, rồi hàng ngày anh này phải nghỉ học sớm nè. Dạ, mới học anh hai anh. À, phải nghỉ học sớm, anh đi bắt cua bắt ốc con đỡ gạo. Dạ, con Út thì mới có mũ giáo à nút. À, là do ngày đó là con xin lỗi ông bà cô chú anh chị, giống như con nói bà Năm là chỉ lần sau có gạo ăn là mừng rồi. Dạ. Còn lại lo cho mấy anh đi học nữa là không thể. Dạ. Rồi trong cái tiềm thức, trong cái suy nghĩ của mấy anh như anh Hòa nè, thì anh cũng thôi thì mình nghĩ mình đi bắt ốc bắt cua phụ mẹ, chứ để mẹ gánh nước gì sờn dai chân mà không đủ ăn nữa. Lúc đó là vất vả lắm. Dạ. Phải phụ cho má nặng bớt cái gánh nặng á. Dạ. Mình thử ra cái em bỏ học sớm là vậy. Là lúc 8-9 tuổi anh đã có suy nghĩ đó. Dạ. Vì hoàn cảnh gia đình mình khổ quá. Dạ. Mình mới nghĩ tới điều đó. Chứ thật ra thì ở tuổi 8 lên 9 thì nhiều bạn thì cũng nghĩ là sao mẹ lo cho đi học hay đi chơi với bạn bè này kia thôi. Yeah. Nhưng mà thấy trong nhà thì bữa có gạo bữa không, bữa phải đụng rau bữa đụng khoai như thế nào đó, nên anh phải nghĩ đi phụ thêm ha. Lúc đó là khổ lắm. Yeah. Vất vả chăm bề luôn. Em chỉ là kiếm con đường để phụ giúp cho má cho bớt cái gánh nặng thôi, chứ bạn thử là mấy bỏ học sớm là như vậy. Yeah. Rồi giờ như giờ hiện tại cuộc sống hiện giờ vậy đó, anh Hòa thì anh công việc thì bấp bênh quá,
Bà Năm thì tháng nào cũng đi khám bệnh, có tháng đủ tháng thiếu tiền. Rồi bà Năm trong tâm tưởng bà Năm suy nghĩ sao bà Năm? Không biết sao giờ cậu ơi. Tới đâu hay tới đó bà Phải Năm ha. rồi đó, cậu nói đúng rồi đó. Dạ. Đi khám bệnh thì chỉ tốn tiền xe thôi à. Dạ. Mình có họ cận nghèo á, mình có mình đi. Nhưng mà đây mới qua Cần Thơ bà Năm ha. Dạ chơi bệnh viện mới á. Ở đâu anh? Ở đường Ở Chợ Vinh mình ha. Chợ Chợ Vinh Vinh Bình à, á. giờ tiền xe cũng không nhiều lắm. Dạ. Đi về cũng đức cũng 100.000. À, 100.000 mỗi tháng, 100.000 tiền xe ha. Dạ, 100.000 tiền xe. Rồi thuốc bà Năm muốn phải mua ở ngoài không anh? Cái thuốc khi mình lấy trong bệnh viện, nếu mà lấy thuốc mà nó hơi có đặc biệt thì mình phải cái tiền nó tính lên nữa, Là ngoài cái danh mục bảo hiểm. nó ngoài cái danh mục của hàng bảo hiểm á, Dạ, thì mới phải mua. là phải Là cho nên là những cái tháng mà hụt thiếu thì anh mới gặp bạn bè chia sẻ rồi bạn bè cho mượn. Rồi cái tháng sau mình bằng mình trả, rồi gửi lại. gửi lại. Còn gạo thì ở đây anh cũng mua luôn. Không, có nhà có lâu lâu người ta cũng có cho. À, lâu nó cũng có cho, nhưng mà hết thì phải mua. À, Lâu cũng như gạo thì lâu cái phần gạo thì cũng đỡ đằng phần nào, cũng đỡ được phần tại vì ở Phường Việt, cũng cho nữa, Phường cũng cho nữa. với lại ở Việt Nam giờ bà con cho gạo nhiều lắm, cô chú anh chị phát tâm cho gạo nhiều, với đặc biệt là tháng 7 nè, trong tháng 7 là bà con phát tâm nhiều lắm, nơi nào cũng vậy, hầu như là con đến bà con nào cũng được nhận gạo nhiều. Tôi cũng có nữa, có Hôm đó con có đến một hoàn cảnh của một bà cụ mà trong ngày đó con nán lại con ở đó, thì ngày đó bà cụ nhận được 80 kg luôn, là hình như là ngày rằm của tháng 7. Nên gạo thì bây giờ trong tháng này thì nó cũng đỡ đần, nhưng mà phía trước á thì bà Năm cũng như là tiền thuốc men ăn uống hàng ngày là nó bị thiếu bà Năm ha. Qua lấy cái gì cơ con? Cái ghế cho chị Đinh thôi. Mở vừa mở cửa ra luôn qua. Mở cửa cho sáng sủa chút nữa con. Rồi, quần áo này anh quà sắm cho bà Năm hả? Tôi nói này nhờ người ta cho không mà cậu ơi. Quần áo người ta cho bà Năm Dạ. ha. Có mai có mấy bộ đồ để dành đi đây đi đó có. Bây giờ người ta cho cũng đồ tốt 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 không à. Nó cho vào đồ tốt tốt không à? Mới cho em đánh Rồi anh quà nấu món nào bà Năm thích nhất? canh mặn á, Canh mặn là gì anh quà? cà rau cần hành với mua cá về nấu canh mặn nó Chua 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 còn Khi mà anh Hòa về đây lo cho bà Năm, có nghĩa là ngày anh có gia đình thì anh về bên vợ đúng không bà Năm? vậy có Khi mà anh về đây bà Năm mừng không? mừng cô giờ về dưới làm cách cá ở dưới làm cho người ta Là vợ anh ha, vợ anh Hòa thì về dưới làm tép cá, còn anh thì về đây. lâu lâu nó cũng về để thăm gia đình ở đây chơi vài bữa thì về dưới còn cháu nội cười cũng lên thường lắm. Anh được lên thợ chưa hay là còn phụ? Anh lên thợ. Lên thợ ha. Nhưng mà có một cái là công việc không có được thường thường xuyên thôi. Không có ổn định như người ta. Rồi ngày anh về đây là anh có nói với vợ anh như thế nào không? Có lúc anh về trên đây anh gắng sống với công việc dưới đi rồi từ từ anh về anh lên chăm vợ cho khỏe đi rồi một ngày nào đó thì ổn ổn thì anh về. Từ đây về tới chỗ nhà anh ở dưới sao anh? Một tiếng hồ Tiếng hồ ha. Là trong một tuần là bao lâu anh mới về dưới một lần? Có khi nửa tháng có khi 3 tuần Tối thì cũng ngủ dưới này dưới đây, tối ngủ đây còn bà Năm mày ngủ trên này. bà ngủ bên đây Mỗi buổi sáng là anh phải lo cho bà Năm xong rồi anh mới đi. làm cơm làm nước xong rồi mới đi
Một khoảng nó mưa nó nơi chưa đi ngồi nè. Khoảng 5 giờ là anh thức dậy. Yeah. 5 giờ anh thức. Có bao nhiêu nè. Cũng như mình thức sớm vậy đó. Để mà lo cho mẹ xong rồi mới đi làm. Nó mới công việc nó mới kịp. Còn nếu mà thức từ 6 giờ là làm công việc nó mới kịp. Dạ. 5 giờ anh thức dậy là khoảng 6 giờ rưỡi là em bắt đầu em làm ra khỏi nhà làm đi liền á. Chứ để công việc mà nó chậm trễ rồi vô người ta nói mình ta nói. Dạ. Tại vì mình đi làm công cho người ta mình đi trễ là người ta nói liền. Dạ. Cái anh mà con bà Năm bị mất là ngày xưa anh làm công việc gì bà Năm? Dạ xưa làm hồ. Cũng làm hồ nữa ha. Hai em đi làm hồ hết. Dạ. Rồi anh bệnh anh mất cái mất đi một người con. Tại vì cái anh đó là hồi đó là ở chung bà Năm ha. Ở chung luôn, ba mẹ con ở chung luôn. À. Không, cái anh Hòa lúc đó có vợ chưa bà Năm? Hồi đó anh có chưa Hòa? Lúc anh kia mất là anh Hòa có vợ rồi đúng không? Có rồi, có rồi. Là nói riêng đúng không? Cũng ở chung. Sau này mới mấy giờ đây mới chung. Chung. Cái hồi cái anh mà em của anh á vừa mất á là anh ở dưới kia hả trên này? Cũng chạy tới chạy lui. Chạy tới chạy lui ha. Dạ. Hồi đó là chạy tới chạy lui nhưng mà không ở thường ở đây. Dạ. Tại do là có anh kia rồi. Dạ. Có nghĩa là khi anh kia mất rồi anh Hòa mới về đây thiệt thọ là thường xuyên với bà Năm. Đúng không bà Năm? Dạ phải. Dạ. Còn anh kia còn sống thì bà Năm chỉ sống chung với anh kia thôi. Nhưng mà đó cũng buồn lắm bà Năm ha. Buồn lắm. Dạ. Mà tối tội nghiệp lắm. Bệnh á, mất á, lên trên gác ngủ. Rồi có cái máy niệm Phật á, kinh á. Dạ. Cho nó niệm Phật, nghe cái máy niệm Phật nó cũng niệm theo. Dạ. Rồi cái bây giờ con nó mất rồi, còn có máy chảy đem xuống cho tôi. Tối tôi dặn cho nghe, dặn mình tôi nghe. Dạ. Bà Năm còn giữ lại kỷ vật đó. Ừ, lấy cho coi nè. Dạ. Tôi cũng mới nghe thầy á. Dạ được rồi con hết pin. Còn pin. À, được rồi bà Năm. Đi đi để dẫn cho cậu nghe. Tại vì má. Má. Thôi đi. Là vì cái này là cái kỷ vật ngày xưa của con bà Năm. Dạ, để lại. À. Rồi khi cầm lên cái này bà Năm cầm đi. Khi cầm lại cái kỷ vật này bà Năm trong lòng nghĩ sao bà Năm? Thấy cũng vui vẻ lắm. Dạ. Giờ có cái máy nghe được rồi, buồn hết buồn rồi. Ý là có nhớ anh lắm không? Dạ nhớ. Nhớ ha. Dạ. Dạ. Những ngày tháng anh cũng phát tâm theo đạo Phật đó bà Năm ha. Dạ Phật nghe niệm Phật thì nó niệm Phật theo à. Dạ. Tôi cũng vậy luôn. Dạ. Mưa nữa cô chú anh chị ngày tháng này đi hầu như em đi ngày nào cũng mắc mưa chứ. Dạ. Mấy ngày nay quá trời mưa luôn. Bão. Hôm nay con xuống đây thăm bà Năm. Có cô Hoa Nguyễn á. Bà Năm để xuống đi. Có cô Hoa Nguyễn ở bên nước Mỹ á, có giới thiệu con hoàn cảnh bà Năm. Nói bà Năm khổ lắm. Bà Năm biết cô Hoa không? Dạ biết. Dạ. Bà Năm có muốn nhắn nhủ gì với cô Hoa không bà Năm? Cho tôi gửi lời thăm cô Hoa mà. Bà Năm quay qua đây nè. Quay có cái máy điện thoại nè. Ừ. Bà Năm nói đi. Cho tôi gửi lời thăm cô Hoa mạnh giỏi khỏe mạnh sức khỏe quả lắm có là quà mưa quá thôi để đại đi mưa quá trời cô chú anh chị ơi. Dạ bà Năm ơi, hôm nay thì con xuống đây cũng được cô Hoa Nguyễn ở nước Mỹ á. Dạ. Giới thiệu con hoàn cảnh cuộc sống của bà Năm đó. Để này nha. Thì con đến con thăm bà Năm thì con cũng xin quà của ông bà cô chú anh chị con gửi bà Năm nha. Dạ. Đầu tiên con gửi bà Năm món quà của gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ là gửi tặng bà Năm cái máy niệm Phật nè. Dạ, cảm ơn nhiều quá. Rồi, bà Năm mừng lắm hả? Mừng quá trời mừng luôn. Yeah. Trời ơi, mừng hết sức cảm ơn nha cậu. Dạ, bà Năm thích lắm hả? Thích lắm, nhà con Thái. Là bà Năm có đi chùa Phật nữa đúng không? Dạ chưa có. Dạ. Dạ chưa, để con bắt lên cho bà Năm nghe nha. Mừng quá trời mừng luôn. Dạ. Được hai cái rồi. Những ông bà cô chú đợi đạo đó. Phật đó cô chú anh chị. Mừng lắm khi mừng nhận lắm. Được những cái món quà ý nghĩa nè. Cái này trong đây có 5 câu niệm Phật. Dạ. Có chú Đại Bi nữa. Dạ.
Ôi, mừng quá trời mừng luôn. Đó, rồi, rồi. Rồi con Nguyệt có tặng thêm bà Năm hai pin nữa để dành mắt cho đây bà Năm nghe nha. Dạ, cảm ơn nha cậu. Dạ, cảm ơn cô Nguyệt. Dạ, cảm ơn cô Nguyệt nhiều. À, đây là cái chai dầu xanh của chú Minh La ở bên nước Mỹ á. Dạ. À, con xin chú Minh La một chai con gửi tặng bà Năm. Dạ. Bà Năm thường đi chùa không? Dạ, tại bây giờ bệnh là đi không được nữa. Chứ hồi đó là đi thường ha. Đi thường lắm, chùa nào cũng đi hết chứ. Dạ. Đi ăn con quả luôn đó. Dạ. Ngủ bình niệm Phật thường thường nha bà Năm. Dạ, thường thường hỏi con chú coi. Dạ. Trời ơi, nó nghe lồng lộng luôn. Dạ. Ôi, được có máy niệm Phật mừng quá. Ôi. Kìa Năm, bà Năm xích đi. Cái này của chú Minh La, mình nước Mỹ tặng bà Năm. Cảm ơn nhiều quá. Sáng bữa nào, bà Năm. Dạ, sáng bữa nào cũng xích cái chân cậu. Dạ, đây cái nắp này. Dạ. Tiếp theo thì con xin phép gửi món quà của cô chú ở nước Úc á. Dạ. Đây là chai dầu cù là đấy, bà Năm vậy nó được cái đó bà Năm. Dạ. Sức để sức cái lòng bằng chân bà Năm á. Dạ dạ. Để ngăn ngừa đột quỵ, chống đột quỵ á. Dạ. Mỗi đêm tối bà Năm ngủ sức với lòng bằng chân này nè nghe. Dạ dạ dạ. Dạ. Nó lạnh á, chất cái cho nó ấm. Dạ. Với lại là thuốc dán nè. Dạ. Đau vai đau này kia bà Năm dán giống như thuốc dán Việt Nam vậy đó. Dạ. Còn đây là trà nhân sâm. Dạ. Cái này giống như trà lít tông vậy anh. Anh ấy pha cho bà uống nha. Một bịch với 1 lít nước. Đây là kẹo nhân sâm không đường. Nó có cục viên viên vậy đó bà Năm dùng. Cái này của cô chú nước Úc. Bà Năm có bị đau bao tử không? Dạ không có. Không có, con giữ lại chai này nữa. Cái chai anh có bị đau bao tử không? Không có ha, vậy con giữ lại. Bài của cô chú nó cúc tặng bà Năm này, bà Năm không có đâu bà tử, con xin giữ lại. Dạ. Cho gửi cô chú khác. Dạ. Con gửi bà Năm 25kg gạo của chị Tú ở nước Đức á. Tặng bà Năm. Để bà Năm dùng để thở với chị Tú nha. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn chị Tú, cô Tú. Cảm ơn cô Tú. Còn đây là phần quà con xin của cô dân ở Texas á, gửi tặng bà Năm gồm có một thùng mì, một lốc cá mồi. Ừ, cá mồi trời ơi, cá mồi ngon hết sức á. Hồi xưa ăn cá mồi đó ít, ăn với cơm ngon. Dạ, đây là chai dầu ăn, chai nước mắm, bịch bột ngọt, chai nước tương, ký đường, bịch cà bông. Đầy đủ luôn. Nãy anh không có mua nước rửa chén. Nãy ở đây con xuống trà Vinh con với chủ mua nhờ con anh con của bà Năm mua cô chú anh chị. Cái phần này là 409.000 con xin của cô dân ở Texas, còn bao gạo của chị Tú ở nước Đức là 450.000. Mừng quá, mừng quá, rất mừng. Cũng nhờ con với cậu giúp đỡ cô Năm cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Bà Năm theo đạo Phật lâu chưa? Dạ thưa, cũng lâu lâu lắm rồi đó. Dạ. Mình cũng niệm Phật hàng ngày bà Năm. Dạ, ngày dạ. Xưa cũng đi chùa làm công dạ, quả rồi. Dạ. Dạ. Có cái máy nữa cậu mừng hết sức mừng luôn. Bà Năm để dành ban đêm bắt á nghe. Dạ, hỏi con cô coi, bằng ngày bằng đêm bắt bỏ cho thùng để đến thùng vậy đó, vừa làm vừa nghe luôn. Dạ. Nghe lồng lộng luôn. Đầu tiên thì cô Hoa Nguyễn ở nước Mỹ á, có nhờ con xuống đây gửi tặng bà Năm là 1.000.000 đồng. Dạ. Con gửi bà Năm nha. Dạ. Dạ, 500. Dạ. 1.000.000. Dạ. Con xin của gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ đó. Ở gót đâu vậy? Đây nè, đây dạ, nè. Dạ. Con xin của gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi tặng bà Năm 500.000. Dạ. Con xin của cô Kim Lan ở nước Mỹ gửi tặng bà Năm 500.000. Dạ. Con xin của chú Minh La ở nước Mỹ gửi tặng bà Năm 500.000. Dạ. Bà Năm cảm ơn quý mạnh thường quân đi bà Năm. Dạ. Thưa, cảm ơn mạnh thường quân. Cảm ơn tôi giúp đỡ cái tôi cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Tôi chỉ có biết bao nhiêu đó thôi, không biết nói gì hết. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều nha cậu. Dạ, không có chi bà Năm. Cảm ơn cậu nhiều, con nhiều.
Bao nhiêu năm là bà Năm vất vả giặt đồ gánh nước để lo cho con bà Năm. Đến thời điểm hiện tại thì bà Năm không có làm nổi đó cô chú anh chị. Có tiền nhưng mừng quá. Rồi bà Năm bệnh giờ cái chân này ngồi cũng không có được, nó phải ngồi như vậy nè chứ không có ngồi. Ngồi đâu có được, chứ bằng không được luôn. Dạ. Bằng đêm là bà Năm nói ngủ có bị nhức gì không bà Năm? Dạ thưa trời lạnh đi nhức lắm á. Nhức lắm ha. Nhức lắm. Bằng đầu nhức cái đây là chân này đau khớp. Bây giờ mình đi viết á nó cũng nhức mà nó mỏi nữa. Dạ. Nó mỏi dữ lắm. Rồi hàng ngày bà Năm chỉ quanh đi quẩn trong cái phòng căn nhà nhỏ này thôi. Dạ. Có đi ra ngoài đồ được không bà Năm? Dạ thưa có, tí con tôi giặt đồ á nó phơi. Rồi mà con tôi chưa về cái trời nắng á mà khô thì không ấy, khô đêm vô hết. Yeah. Còn sợ buổi làm không kịp, sợ mưa có ướt á. Yeah. Rồi cái đi không kịp cái cũng phải đêm vô. Yeah. Đêm vô có máng ở đây. Rồi cánh cửa thì nó gáo nước rồi con về phơi. Yeah. Chứ tôi phơi không được. Yeah. Ướt có lạnh quá à. Yeah. Ôi mừng quá trời mừng. Hồi xưa đến giờ đâu có được như vậy đâu. Không có được gì chứ không có được. Yeah. Cũng có bà con ở đây cho mà cũng ít bà Năm ha. Ít, ít. Yeah. Cũng người ta giúp cũng một lúc thôi. Yeah. Chứ người ta không có giúp hoài được. Bà con ở miền quê ai cũng gặp cuộc sống khó khăn. Yeah. Khi nào người ta có thương bà Năm nhiều thì người ta gửi bà Năm ít đỉnh vậy đó. Yeah. Yeah. Anh cảm ơn quý mạnh thường quân em nha. Dạ anh cũng thay mặt má em cũng cảm ơn cô chú và anh chị trong lúc giúp đỡ cho má em. Em thật cảm ơn cô chú. Con cũng xin thay mặt bà Năm chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành ông bà cô chú luôn bình an mạnh giỏi hạnh phúc. Con xin phép bà Năm con về nha. Ở đây trời mưa dài dài rồi. Cậu ơi, cái tôi ôm cậu lúc này nhớ quá. Cậu đi rồi biết khi nào mà cậu lại đây nữa. Khi nào ông bà cô chú có gửi yêu thương bà Năm, con sẽ quay lại thăm bà Năm ha. À, dạ. Nhớ cậu lắm á. Không dạ. Phải cậu cho mà tôi nhớ. Cánh lòng của tôi là thành thiệt lắm. Dạ, bà Năm hiền cô chú anh chị. Bà Năm biết theo đạo Phật, cũng đi chùa nhiều năm. Với lại cuộc sống bà Năm thì nhiều khó khăn vất vả từ thời còn trẻ tới bây giờ. Tới thời điểm hiện tại bà Năm không có làm gì được hết. Chỉ nhờ vào anh Hòa đây là con của bà Năm về đây để chăm sóc, nhưng đâu đó thì anh Hòa cũng còn một cái gia đình riêng nữa về đây để lo cho mẹ hàng ngày, còn phải chạy tới chạy lui. Đó là câu chuyện ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. Con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ. Yeah.